Chúng ta đang chứng kiến một lễ hội cúng tế cá voi ở vùng biển Bình Đại. Đây là tập quán tín ngưỡng tồn tại từ đèo ngang trở vào, nên được coi là sản phẩm của quá trình tiếp biến văn hóa Việt Chăm. Từ một loài vật khổng lồ, hiền lành, sống ở biển hay cứu người, cá voi được huyền thoại hóa để trở thành vật linh thiêng đối với người làm nghề biển. Lễ có tên là nghinh ông, hay còn gọi là lễ tế, lễ rước, lễ cúng cá ông. Trước ngày lễ, các thuyền dù đang đánh bắt ở xa hay gần đều phải về bến, kể cả khi đang bắt trúng cũng phải bỏ mà về. Đó là quy ước bắt buộc, với cả những thuyền nơi khác đến hành nghề ở địa phương cũng vậy. Lễ diễn ra trước mùa đánh bắt, thường là từ tháng 4 đến tháng 6 âm lịch, gồm 3 phần. Lễ túc yết được tiến hành đơn giản tại lăng thờ, do dân góp tiền làm lễ cúng dân sớ cầu an. Sáng hôm sau là nghi thức nghinh ông, gồm đoàn người ra khơi để đón ông về ngự tại điện thành. Cuối cùng là lễ tế tiền hiền hậu hiền, giống như mọi đám giỗ tổ tiên, gồm các món ăn có nghi thức dâng nến, dâng hoa, dâng rượu, dâng thức ăn và đọc văn tế. Sau tế lễ là phần xây chầu, tức kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật có trống phách, vừa tôn nghiêm vừa vui vẻ. Cứ như thế, lễ nghinh ông qua nhiều thế kỷ được hình dung như một tấm thảm thần nâng đỡ tâm hồn mong manh của ngư dân trước biển cả bao la và đầy bí ẩn.